Sáng ngày 26 tháng 10, Đảng ủy phường Trương Vương tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự phường. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Chi bộ quân sự phường Trương Vương trực thuộc Đảng bộ phường gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lan Anh, Bí thư Đảng ủy phường được chỉ định làm bí thư chi bộ. Chi bộ quân sự phường có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, phân công cấp ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định, phân công đảng viên theo dõi phát triển đảng và thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực phụ trách. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định việc thành lập chi bộ quân sự phường nhằm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương. Đồng chí đề nghị trước mắt chi bộ cần tập trung làm tốt công tác phối hợp với công an phường và các lực lượng chức năng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh và 62 năm ngày thành lập thị xã Uông Bí, nay là thành phố Uông Bí, đồng thời sẵn sàng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân hàng năm, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh.